Hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái mẹo làm sạch chai hến sò ốc một cách rất là đơn giản thôi. Vì bản thân chai hến sò ốc này thì nó giúp chúng ta, cơ thể chúng ta bổ sung canxi rất là tốt. Nhưng mà tuy nhiên bản chân chúng lại có chứa rất là nhiều bùn đất. Vì vậy khi mà mình làm mà không sạch thì ăn vào nó sẽ không hề tốt cho sức khỏe, thậm chí nó còn cần có thể là làm cho cơ thể chúng ta bị nhiễm một vài kim loại nặng. Vì thế để làm sạch thì các bạn chọn mua những con chai mà nó tươi, nó ngon, và khi mà chúng ta động vào chai thì cái miệng của nó sẽ khép lại. Khép lại thì những con đấy là những con chai còn sống, và những con chai không bị dập vỡ thì nó sẽ dễ bị nhiễm vi khuẩn hơn. Mình không mua những con vậy, và những con không tươi và có mùi tanh và mùi khó chịu thì mình không mua những con như thế, để không hề tốt. Và để làm sạch chai, cái cách đơn giản nhất là các bạn lấy nước lạnh, nước thông thường, các bạn cho vài quả ớt vào, nát ớt vào, các bạn ngâm cùng chai thì chai nó sẽ dễ nhả hết những cái bụi và bọt bụi bẩn bên trong nó. Các bạn ngâm từ 1 đến 2 tiếng là có thể dùng được chai rồi. Có thể là cho một chậu nước, và nước chậu bằng kim loại, và cho dùng chậu bằng kim loại thì ngâm nó sẽ dễ ra làm hơn ấy. Và thì các bạn có thể dùng chậu bằng kim loại, các bạn cho một vài giọt hạt muối vào, một thìa cà phê muối vào, hoặc là các bạn cho bằng nước vo gạo các bạn cũng ngâm. Nếu có thời gian thì nếu mà vợ ngâm bằng nước vo gạo thì cứ ngâm vài tiếng, nửa ngày đi, thì ăn thì nó sẽ sạch hơn rất là nhiều nhá. Đấy là ba cách: một là ngâm bằng nước muối loãng, hai là ngâm bằng nước có trong bài ngót ớt như này, hoặc là ba là ngâm bằng nước vo gạo. Và khi làm sạch thì mình chỉ cần là lấy cái phần túi phân ở trong bụng con trai ra, và phần đầu phần cuối nó đều có cái phân đấy, mình làm sạch đi, bóc ra làm sạch, bỏ hết cái phần đấy đi và rửa lại, xả nước lạnh vào và làm sạch lại lại, và chúng ta thái, và chúng ta có thể đi chế biến thức ăn. Đấy là đối với cách làm sạch. Còn với công dụng của chai hến thì mình sẽ nói nhé. Còn nói về giá trị dinh dưỡng và cái tác hại nếu mà chúng ta ăn không đúng cách, là về giá trị dinh dưỡng thì là nó là có rất là nhiều giá trị dinh dưỡng, và nó lại dễ chế biến, và cái nguyên liệu này thì lại chế biến được những cái món ăn rất là bổ dưỡng như canh chai, cháo chai. Vì trong cái chai này 100 g cái thịt chai này thì nó cung cấp được 172 calo, 16 đến 22 g protein và 2,3 g chất béo, và rất là nhiều chất khác như sắt, iốt, axit béo omega 3, kẽm và B12 và những cái chất khác. Ngoài ra nó còn có cả vitamin C nữa. Thế cho nên cái cháo chai này cái chai này chúng ta dùng thì nó rất là dễ, rất là tốt. Nhưng ngoài ra thì nó cũng rất là dễ bị gây dị ứng, vì nó cũng gần giống như các loại hải sản khác ấy, nên nó có thể gây dị ứng với những người mà bị mẫn cảm với protein ấy, các loại thủy sản ấy, và gây ngộ độc này, nhiễm vi khuẩn, virus này, gây nhiễm kim loại này, khiến những người bị gút thì cái tình trạng này nó tăng lên ấy. Và thế nên các bạn cũng cần lưu ý mỗi một trong số những cái trường hợp như vậy, để chúng ta muốn ăn cháo chai thì tùy theo mình có bị dị ứng hay không, và chúng ta phải chọn chai tươi ngon, và đặc biệt là phải sơ chế sạch trước khi nấu. Bây giờ mình sẽ dừng video ở đây nhé. Mình cũng có một cái video về cháo ăn canh chai rồi, để các bạn có thể xem chi tiết cách sơ chế. Còn video này chủ yếu là cách làm sạch, chọn chai và công dụng và tác hại khi mà chúng ta ăn chay không đúng cách thôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình nhé. Xin chào các bạn.